Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Peter Lavender. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau chia sẻ các mẹo để giúp các bạn nâng cao khả năng nói tiếng Anh của mình. Cụ thể theo một số yêu cầu của một bạn. Như các bạn đã biết, Peter là giáo viên dạy tiếng Anh. Peter từng dạy ở trường đại học Trà Vinh, Cần Thơ và một số những trung tâm Anh ngữ lớn ở trên địa bàn Vũng Tàu. Và mình là người học tiếng Anh chắc hơn 10 năm rồi. Tụi mình có một vài cái tips nho nhỏ, hy vọng là có thể giúp được các bạn trong quá trình học tập tiếng Anh trở nên tốt đẹp hơn, thành công hơn. Thứ nhất, thì muốn nói về cái quan điểm của mấy học sinh muốn học tiếng Anh. Thông thường là khi có người hỏi Peter có thể dạy họ được không, họ thường là muốn học nhanh, rất là nhanh, nó là muốn mình phải phát triển tiếng Anh trong vòng 6 tuần, 8 tuần gì đó. Nó có một cái yêu cầu hơi cao. Peter cũng nói rằng nếu bạn muốn học tiếng Anh trong 8 tuần thì cái đó không phải một điều bất khả thi, it's not a possible. Nhưng mà mình phải rất là nhiều. Ví dụ Peter đi Tây Ban Nha 2 tháng, cái đó là lần đầu tiên Peter học tiếng Tây Ban Nha. Trong 8 tuần thì Peter có thể thảo luận với mọi người đó. Không phải là Peter hiểu hết, nhưng mà Peter không có ngại nữa. Peter có cái khả năng để giải thích ý kiến của Peter bằng tiếng Tây Ban Nha. Có thể là tiếng Tây Ban Nha giỏi hơn tiếng Việt của Peter luôn. Nhưng mà thì các Peter học là rất là nhiều. Peter học 4 tiếng trong lớp mỗi ngày. Có 2 giáo viên. Một giáo viên là người Mỹ và đã có thạc sĩ về tiếng Tây Ban Nha, và những người khác là người bản xứ ở bên đó. Đó là một cái chương trình hợp tác bên trường đại học của Peter và trường đại học của Tây Ban Nha. Sau đó khi Peter về nhà ăn cơm với mẹ Tây Ban Nha của Peter. Lúc đó thì Peter ở homestay, nên là Peter sống với một gia đình Tây Ban Nha, và mỗi bữa ăn trưa Peter nói chuyện với người đó, cái mẹ Tây Ban Nha của Peter, 2-3 tiếng một ngày. Và không biết tại sao nhưng mà cái người đó thì rất là kiên nhẫn, muốn giao lưu với Peter, muốn nói chuyện với Peter. Và người đó không biết tiếng Anh gì hết, cho nên Peter phải nói tiếng Tây Ban Nha với người đó. Sau đó Peter ngủ chưa? Ở Tây Ban Nha thì cũng ngủ chưa. Nhưng mà Peter ngủ cái ở bên Tây Ban Nha thì cái màn cửa sổ hả làm bằng thép. Nhưng mà là một cái ấy cửa ra luôn, cái cửa ra có thể kéo xuống. Giờ khi Peter ngủ chưa thì tối thôi. Nhưng mà Peter ngủ lúc 3 giờ chiều, Peter không thích lắm. Peter ngủ tới 6 giờ chiều, 6 giờ tối hoặc là 7 giờ tối. Mà rất không phải vấn đề, tại vì bên Tây Ban Nha thì cũng ăn tối hay khuya luôn. Nên 8 giờ là bình thường. Thường là nếu mình muốn đi club hả, đi bar club thì thường là đi mà 2 giờ khuya. Anyway, okay, tập trung. So, Peter học 4 tiếng một ngày. Sau đó nói chuyện với mẹ Tây Ban Nha 2-3 tiếng. Sau đó ngủ một tí. Sau đó thì Peter đi quán cà phê học từ vựng. Mỗi ngày Peter học online ít nhất là 20 từ mới mỗi ngày. Và trong cái thời gian đó thì Peter cũng nói chuyện với mấy người phục vụ ở quán cà phê, hoặc là nói chuyện với bạn bè chẳng hạn. Cho nên hình như là Peter học tiếng Tây Ban Nha 10 tiếng một ngày. Và cái lớp học của Peter thì cũng là một cái lớp học intensive. Nhưng là trong cái lớp học đó thì nó nói rằng là trong 8 tuần đó Peter học bằng với 2 năm ở bên Mỹ. Wow, really? Cho nên thì Peter nói rằng là yeah, nếu mình muốn học tiếng Anh rất là nhanh thì có thể làm được, nhưng mà mình phải chịu khó. Nếu mình chỉ học 1 tiếng rưỡi mỗi ngày 3 buổi một tuần thì chắc chắn là tiếng Anh của mình không có tiến bộ nhanh như chó. Nhanh như chó. Nhanh như gió. Nhanh như chó. Whatever, same thing. Cũng hiểu được mà. No, okay. Nhanh như gió. So, cái mindset của mình thì phải practical, thực tế hả? Là mình cũng phải hiểu là cũng phải tập trung vào cái đó thì mình cũng có thể ngồi được. Nhưng mà tiếng Việt của Peter thì lúc trước thì Peter học tiếng Việt rất nhiều. Nhưng là lúc trước khi Peter qua Việt Nam, Peter cũng học một cái khóa học nhanh. Và khi Peter qua đây thì Peter cũng học mỗi ngày. Nhưng mà dạo này thì Peter ít khi học tiếng Việt. Có thể nói chuyện với Lavender
nhưng mà mình không có nói câu dài, thường là mình giỡn với nhau hoặc là nói tiếng Anh British, nói like. Cho nên thì tiếng Việt của Peter bây giờ thì thấy hơi kém, không có tự tin lắm. Mặc dù Peter ở Việt Nam, Peter sống cũng trong cái môi trường điện tiếng Việt, thì tiếng Việt của Peter vẫn không có tiến bộ nhanh, cũng không tiến bộ nhiều. Thật ra thì Peter... ghi chú lại ha, có nghĩa là cái tip đầu tiên mà video chia sẻ đó là các bạn nên có một cái quan điểm về học tiếng Anh, một cái mục tiêu để học tiếng Anh ngay từ đầu là như thế nào, và nếu mà bạn đã đặt ra cái mục tiêu như vậy thì bạn phải biết cái thời gian mà bỏ ra để đầu tư để đạt được mục tiêu đó như thế nào. Còn đối với mình chỉ chia sẻ câu chuyện mình học. Mình thật ra mình cũng không có dám gọi đây là những cái tips hay là cái gì để chỉ các bạn hết. Nhưng mà đây là cái câu chuyện mình học, mình nghĩ là mình chia sẻ biết đâu các bạn có thể áp dụng thử để xem có hiệu quả đối với các bạn không. Thật ra thì lúc trước Lavender học rất là dở tiếng Anh luôn. Hồi lúc học phổ thông á, nói chung nhém ở lại môn tiếng Anh đó. Tuy nhiên thì bản thân mình biết là mình thật sự không phải là vì mình ghét cái môn đó, mà vì lúc đó là cái môi trường, hoàn cảnh lúc đó nó mình chưa có cái động lực gì để học tiếng Anh cả. Thì sau này khi tốt nghiệp phổ thông rồi thì tiếng Anh có một số cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn nước ngoài, thì muốn nói chuyện với bạn bè thì mình phải đi học nhiều hơn. Lavender học với một người bạn, và người bạn đó cũng rất là siêng luôn. Bạn đó là siêng gấp 10 lần so với Lavender. Có thể là cái sự nhạy bén cho khi hiểu về vấn đề á không có nhanh, nhưng mà bạn đó rất là chăm chỉ. Có gì mà bạn đó không hiểu là bạn đó cứ đọc sách, đọc hết sách này sách nọ rồi giải bài tập. Tuy là cái cách bạn học đó rất là truyền thống, nhưng mà nhờ cái sự chuyên cần chăm chỉ của bạn á, cho nên là bạn vẫn có những cái kiến thức rất là vững chắc. Và vì học với bạn á cho nên là Lavender cũng bị cuốn theo luôn, thấy bạn mình lúc nào cũng chăm chỉ như vậy hết trơn, trời nắng trời mưa gì bạn cũng lại nhà Lavender, học cùng Lavender hết. Kết lại đó là thứ nhất là bạn nên có cái đầu tư thời gian nè, và thứ hai là nên học cùng với một người bạn nào đó có ý chí cùng cầu tiến, siêng năng để cùng nhau phát triển. Tip tiếp theo là mình phải chịu trách nhiệm về việc học. Đương nhiên là nếu mình có một cái giáo viên tốt thì tốt, nhưng mà nếu không thì mình cũng phải làm gì đó để mình có thể tự học được. Thật ra là khi Peter dạy tiếng Anh ở đây, Peter thấy Peter phải làm nhiều thứ lắm để thu hút sinh viên. Mặc dù sinh viên nói rằng là mình muốn học tiếng Anh, mình muốn tiến bộ, mình muốn đi du học, mình muốn đi du lịch, bla bla bla, nhưng mà trong lớp thì họ không có chịu làm cái gì hết. Cho nên Peter thấy hết kỳ. Cho nên cái tip của Peter là nếu mình không có cái lớp tốt hoặc là một cái giáo viên tốt thì mình nên làm cái gì. So khi Peter học một cái ngôn ngữ mới, thứ nhất là Peter kiếm một cái phần mềm học về từ vựng. Thường là Peter xài Anki, mình sẽ chia sẻ cái link ở đâu đó. Anki là một cái phần mềm mình có thể để mấy cái từ vựng của mình đã học trong cái phần mềm đó, giống như flashcard. Nhưng mà cái hay về cái phần mềm này là mình sẽ nhớ là cái từ nào mình nhớ nhiều, mình có thể bấm được là mình biết cái từ này, hoặc là từ này hơi khó. Nếu cái từ này hơi khó, mình sẽ nhắc mình lại nhiều hơn, như là ngày mai mình sẽ thấy cái từ đó. Nhưng mà nếu mình nhớ giỏi thì cái từ đó sẽ nhắc lại một phần sau chẳng hạn. Cho nên cái phần mềm đó thì Peter thích, và Peter thích cái phần mềm đó tại vì mình phải tự viết cái từ vựng của mình. Nhiều khi mình thấy mấy cái như là Memrise hoặc là mấy cái phần mềm khác thì mình có thể tải về nhiều từ vựng, cái này cũng được, nhưng mà Peter thấy là một cách học từ vựng là mình tự viết xuống, đúng không? Nhiều người thích viết, Peter là một người thích công nghệ cho nên Peter thích đặt ra những cái điện thoại của Peter. Nhưng mà nếu Peter chỉ tải xuống thôi thì Peter không biết, như là cái từ này là họ đưa ra đại thôi, Peter không biết cái cách xài, hoặc là Peter không biết tại sao Peter phải nhớ cái từ này. Nhưng mà nếu Peter viết xuống mấy cái từ liên quan với cái bài Peter đang đọc, hoặc là khi lớp cô đang dạy, thì Peter sẽ nhớ là ồ, cái này từ cô đã dạy rồi, và nó sẽ giúp Peter nhớ cái từ đó nhiều nhanh hơn. Thứ hai là mình phải có một cái cách để viết. Tại vì khi mình mới bắt đầu một cái ngôn ngữ gì đó thì thường là mình đọc và viết là dễ nhất, cái hai kỹ năng dễ nhất, tại vì mình có thời gian để suy nghĩ. So Anki là sẽ nhắc về từ vựng. Khi tôi thích xài Lang Y, mà Lang Y lúc trước thì có mấy người bản xứ sửa bài miễn phí, nhưng mà mình sẽ trao đổi với nhau. Nếu có Peter đang học tiếng Việt thì người Việt sẽ sửa bài của Peter, và Peter sẽ sửa bài của họ nếu họ học tiếng Anh. So thứ hai là Lang Y. Thứ ba là cái app Tandem. Tandem là một cái app để giao lưu với người muốn học tiếng một cái ngôn ngữ mới. Cho nên mình có thể kiếm một người, khi đang học tiếng Việt, khi có thể kiếm một người
muốn học tiếng Anh mình sẽ giao lưu với nhau, chúng lắng nghe, nhưng mà cái này là nhắn tin với nhau hoặc là cái này nói chuyện với nhau, so, nó khác ghi cắt viết khác với ghi cắt viết tiếng Anh. Mặc dù mình có một cái giáo viên tốt hay không tốt, mình phải làm gì đó để tiến bộ. Chia sẻ tiếp theo của Lavender đó là mình tự tạo môi trường cho mình trong cái hoàn cảnh là không có nhiều điều kiện như những người khác, hoặc là nếu mình không có nhiều tiền để học ở những trung tâm nước ngoài hoặc trường quốc tế. Thì hồi lúc trước á, Lavender sống ở Cần Thơ thì Lavender thường xuống Bến Ninh Kiều, đó là cái nơi có rất là nhiều người nước ngoài đi tới đi lui, thì Lavender cứ lại bắt chuyện thôi, nói chuyện đại, giới thiệu này giới thiệu nọ, rồi thậm chí là lúc đó mình sinh viên mà mình kiểu như rất là nhiệt tình luôn các bạn, nhiều khi mình còn tận tình hướng dẫn người ta về khách sạn nữa, mà bây giờ mình nghĩ là mình cứ thấy hơi creepy một chút tại vì mới nói chuyện lần đầu tiên mà sao ấy nó dẫn mình về khách sạn cho này nọ, mặc dù là mình chỉ muốn là dẫn đường họ về thôi và mình cũng biết chắc là họ biết đường về đó, nhưng mà lúc đó chỉ là hào hứng thôi. Đó chị đang nghĩ cái gì khác cái tại ra, yeah. Bây giờ em nghĩ lại quá, yeah. Nhưng mà đó là một trong những cách mình tự tạo môi trường để mình nói tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn ngại quá, mình vẫn chưa tới một cái level là có thể đi ra ngoài nói chuyện được, thì các bạn có thể tự tập nói chuyện ở nhà chẳng hạn. Như Lavender thường viết ra thành một cái bài văn, viết theo cái phong cách nói nha bạn, chứ không phải là viết theo phong cách academic học thuật. Viết theo cái kiểu giống như là hôm nay là tôi đang gặp những ai, đại loại giống như nhật ký, hoặc là nói về cái ý kiến của mình, ý tưởng của mình về người bạn trai lý tưởng của bạn là như thế nào, hoặc là Tết bạn giới thiệu về Tết Việt Nam của bạn như thế nào chẳng hạn, mình viết tay giấy, sau đó mình đứng trước gương mình đọc rất là to lên, một phần là để nghe cái giọng nói của mình, rồi mình luyện cái ngữ điệu lên xuống như thế nào, rồi mình luyện cái phát âm của mình như thế nào. Mặc dù thì thật ra lúc đó mình có phát âm sai thì mình cũng chả biết đâu, tại đâu có ai đâu mà sửa, nhưng mà ít ra nói chung mình đọc lớn thì mình luyện được cái lưỡi của mình nó linh hoạt á, kiểu lúc nào mình nên r hoặc là s hay là gì đó mình nghe được rõ để mình tự chỉnh. Rồi cái thứ hai đó là khi mình nói như vậy mình cũng luyện luôn được cả cái ánh mắt, cái cử chỉ là tay chân mình nói như thế nào, hoặc mình cười, mình nghiêng đầu như thế nào, mình tưởng tượng như là mình đang đứng nói chuyện trước một người bạn nước ngoài chẳng hạn. Đến khi mà mình quen rồi thì mình sẽ không nhìn giấy mình đọc nữa, mà mình cố gắng nhớ cái ý, rồi mình sẽ nói theo cái ý đó, mình cứ diễn tả như vậy. Thì từ từ nó cũng thành một cái phản xạ luôn các bạn, đó là từ từ mình sẽ không còn suy nghĩ bằng tiếng Việt nữa, mà mình suy nghĩ bằng tiếng Anh, rồi mình nói thẳng qua bằng tiếng Anh luôn. Sau đó thì mình cảm thấy là cái cách mình nói chuyện, hoặc là cái những cái điệu bộ của mình khi nó gặp người nước ngoài nói chuyện, mình cảm thấy tự nhiên hơn. Cuối cùng mục tiêu là mình cố gắng không luyện tập sai. Và Peter tham gia mấy cái câu lạc bộ tiếng Anh, Peter thấy nhiều người chia sẻ mấy cái từ vựng, hoặc là mấy cái lại 100 từ hàng ngày, hoặc là bla bla bla. Nhưng mà lúc nào Peter thấy mấy cái bài như vậy thì lúc nào cũng thấy một vài từ vựng sai. Không biết là họ viết sai hoặc là họ kiếm từ đâu đó, nhưng mà lúc nào cũng sai hết. Cho nên thì nếu mình chưa biết nói tiếng Anh hoặc là chưa rành thì mình nên tập trung vào mấy cái câu đơn giản thôi. Nói đơn giản nhưng mà nói đúng, đúng không? Nói đơn giản mà nói đúng. Mình biết một cái câu gì đó nhưng mà mình chưa biết rằng là câu này đúng. Cho nên nếu mình viết nhiều bài như vậy mà mình nghĩ mình đúng, mình sẽ lặp lại mấy cái thứ sai. Cho nên có người khác kiểm tra lại cho mình trước khi mình biết mấy cái từ, mấy cái câu tiếp theo. Nếu mình muốn tập nói nhưng mà mình không biết mình nói đúng hay sai thì mình chỉ coi phim và lặp lại thôi, tại vì trong phim thì nói đúng rồi, cho nên mình có thể tập nói về cái cách của người khác, hoặc là mình thấy có một cái sách mình có thể nói đọc cái sách lớn thôi, cho nên thì mình có thể tập cái phát âm của mình hoặc là cái cách mình nói, nhưng mà mình không sợ mình đang nói cái gì sai. Tùy vào cái mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình, nếu là bạn đặt ra là bạn cần đi du học, cần phải có tiếng Anh học thuật, thì đương nhiên các bạn nên sử dụng nhiều những cái từ học thuật, những cái tiếng Anh cao cấp. Còn nếu mà có mục tiêu của bạn đặt ra chỉ là để giao tiếp, thông thường mình cũng đừng nên quá đặt nặng cái vấn đề về nói chuyện hoa mỹ. Và mình có cảm thấy tự ti khi mà bạn không biết quá nhiều từ vựng cao cấp. Nếu mà bạn không biết từ đó, bạn có thể dùng một cách khác để nói, thể dài dòng hơn. Nhưng mà từ từ thì hy vọng là mình sẽ nói chuyện một cách ngắn gọn xúc tích hơn được. Nếu nói được như vậy thì tốt, nhưng mà nếu mà vẫn chưa được tới cái mức đó thì cũng đừng có quá rồi là cảm thấy tự ti, cảm thấy là mình sao mình học hoài mà vẫn chưa có giỏi hay là vân vân và vân vân. Bởi vì cái mục tiêu mình đặt ra lúc đầu là khác. Tại mục tiêu cái gì đó, nhưng mà rất là nhiều người nó
nói chung cái video lại muốn lại còn muốn giao tiếp bình thường thôi, nhưng mà họ đặt ra một cái là mình muốn phát âm chuẩn. Ok, phát âm là quan trọng nhưng mà không phải quan trọng nhất. Nếu mình hiểu được thì là đủ rồi, nhưng mà nếu mình muốn nói giọng tốt thì ok fine, tập trung vào đó. Nhưng mình phải biết rằng là cái đó là mình đang ưu tiên, cho nên mình chỉ có 4 tiếng một ngày để học tiếng Anh thôi, mà mình muốn tập trung vào phát âm thì cũng được, nhưng mà mình phải biết rằng là mình sẽ hy sinh cái khác, nhưng mà mình không có thời gian để học từ vựng hoặc là không có thời gian để nâng cao cái logic của mình chẳng hạn. Cho nên thì mình cũng phải thực tế, mình khi ta nói là phải thực tế với cái mình muốn. Đây là cái cách mình làm, các bạn có thể thử áp dụng. Nếu các bạn có hứng thú về học tiếng Anh hoặc có một câu hỏi gì đó về cụ thể về tiếng Anh thì hỏi thôi, thì sẽ làm một cái clip giải thích các bạn. Nhắc lại một lần nữa, Peter là từng là giáo viên ở bên Mỹ 5 năm rồi, sau đó Peter cũng từng là giáo viên ở Việt Nam ở các trường đại học, cho nên là cái kinh nghiệm về việc giảng dạy của Peter về tiếng Anh rất là phong phú. Các bạn cứ vô tư mà bóc lột ổng, có tất cả câu hỏi gì các bạn cần hỏi, những cái tips gì, những cái khó khăn gì các bạn đang trải qua có thể chia sẻ phía dưới comment, rồi tụi mình sẽ cùng nhau đi với các bạn qua những cái chông gai đó nha. Rồi, thank you, bye bye.